hướng dẫn lắp đặt bàn học thông minh Chillax Smart V. Bộ phụ kiện lắp đặt được đánh theo số thứ tự từ 1 đến 19 và đánh chữ từ A đến E như trên hình. Bộ ốc vít lắp đặt được đánh chữ từ A đến K và gọi tên như trên hình. Đầu tiên, lấy mặt bàn số 16, phần mặt bàn được ấp xuống dưới. Lắp hai chân bàn vào mặt bàn bằng 4 ốc M613. Lưu ý, phần có vạch đo chiều cao hướng ra bên ngoài bằng cố định bằng thanh lục giác. Cho vòng đệm sắt vào thanh sắt dài số 17 và đưa điểm qua lắp ở hai chân bàn. Sau đó, lắp nối chữ B ở hai bên. Lắp thanh gỗ G nối hai chân bàn bằng 4 cặp ốc vít M630. Lắp học bàn số 15 bằng hai thanh sắt ray trượt số 18. Lưu ý, phần có vòng đệm cao su trắng hướng vào trong. Lắp tổ hợp học bàn vào mặt bàn. Vặn cố định bằng 4 ốc M613. Lắp thanh gỗ C xuống mặt bàn bằng 4 ốc M630. Chuẩn bị các thanh gỗ A, B, D, E. Vặn ốc 3 trong 1 vào các điểm lỗ trắng của thanh gỗ A và B, sau đó cố định chặt bằng tua vít. Lắp lần lượt các thanh gỗ B, D, E, A vào thanh gỗ C để tạo tủ đồ dưới. Sử dụng khóa 3 trong 1 và tua vít để siết chặt. Chuẩn bị các thanh gỗ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vặn ốc 3 trong 1 vào các lỗ trắng trên thanh gỗ 1 và 3. Lắp các thanh gỗ 1, 2, 3 với nhau và cố định bằng khóa 3 trong 1. Vặn ốc 3 trong 1 vào các lỗ trắng trên thanh gỗ 4, 5, 6, 8. Sau đó ghép các thanh gỗ 4, 5, 6, 7, 8 lại với nhau và dùng khóa 3 trong 1 để cố định. Lắp giá đỡ máy tính bảng số 19 lên tổ hợp 4, 5, 6, 7, 8. Sử dụng 4 ốc M613 để vặn cố định, vặn 2 ốc bên trong. Sau đó kéo mở giá đỡ ra hết cỡ và vặn 2 ốc bên ngoài. Đặt khung giá sách lên mặt bàn và vặn cố định bằng ốc M630 theo hướng từ dưới lên. Đặt tấm bảng sắt lên mặt bàn phía sau giá sách. Lần lượt vặn cố định bằng ốc M613. Chuẩn bị hai cái bảng lề cong và thanh gỗ số 9 để lắp nắp tủ trên. Lưu ý, mở ốc và nới khoảng cách bảng lề cong trước khi lắp. Lắp bảng lề lên thanh gỗ số 9 bằng ốc F.
đặt nắp tủ lên trên giá sách và sử dụng ốc ép để vặn cố định. Chuẩn bị hai cái bảng lề thẳng và thanh gỗ ép để lắp nắp tủ dưới. Sử dụng ốc ép và lắp tương tự như nắp tủ trên. Lắp thanh sắt có logo số 13 lên giá sách bằng hai ốc M613. Lắp lần lượt tay nắm tủ đồ trên và dưới bằng ốc M425. Lắp móc treo ba lô vào bên hông phải bàn học bằng ốc M412. Lắp miếng nhựa đỡ sách lên mặt bàn. Lắp thanh tay quay điều chỉnh chiều cao vào bên hông trái bàn học. Xoay tay quay theo chiều kim đồng hồ để nâng chiều cao bàn và xoay ngược lại để hạ chiều cao. Bấm giữ piston bên dưới mặt bàn để điều chỉnh độ nghiêng. Kéo mở giá đỡ máy tính bảng và điều chỉnh độ nghiêng phù hợp tầm mắt khi học tập online. Lắp bộ phụ kiện và quà tặng đi kèm lên bàn học và sáng tạo theo cách riêng của mình. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc lắp đặt bàn học thông minh Trilux Smart V rồi. Chúc các bé phát triển vóc dáng khỏe mạnh và học tập thật tốt.